với chương trình ôn tập kiến thức qua truyền hình. Trong chương trình hôm nay, cô sẽ giúp các em ôn lại những nội dung kiến thức của phần kim loại kìm thổ, nhôm. Chuyên đề kim loại kìm thổ, nhôm, các em sẽ được ôn tập trong 2 tiết. Tiết ngày hôm nay, các em sẽ được ôn tập những nội dung sau đây. A lớn là phần bài tập định tính. Thì trong phần bài tập định tính, các em sẽ ôn tập 3 nội dung. Thứ nhất là vị trí cấu tạo nguyên tử. Thứ hai là phương pháp điều chế. Và thứ ba là tính chất hóa học. Phần B lớn là phần bài tập định lượng. Thì trong phần bài tập định lượng, cô sẽ giới thiệu 2 dạng bài. Bây giờ các em đi vào phần A lớn là phần bài tập định tính. Các em đến với câu hỏi số 1 như sau. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kìm là ANS2, BNS1, CNS2NB1 và D là NS2NB2. Thì như các em đã biết, kim loại kìm nằm ở nhóm 1A trong bảng hệ thống tuần hoàn và là nguyên tố S. Vì vậy, đáp án đúng ở đây là đáp án B. Các em đến với câu hỏi số 2 với nội dung như sau. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Magie, B. Kali, C. Beri và D là nhôm. Thì với nội dung câu hỏi số 2, các em cần nhớ lại những nội dung kiến thức sau. Kim loại kìm, kìm thổ, nhôm có tính chất hóa học đặc trưng là tính khử mạnh. Tuy nhiên, kim loại kìm có tính khử mạnh nhất là do nguyên tử kim loại kìm chỉ có một electron ở lớp ngoài cùng. Và trong cùng chu kỳ thì bán kính của kim loại kìm là lớn nhất. Vì vậy, đáp án đúng ở đây là B. Tiếp tục các em đến với câu số 3. Phương pháp dùng để điều chế natri, canxi, nhôm trong công nghiệp là A. Thủy luyện, B. Nhiệt luyện, C. Điện phân dung dịch và D là điện phân nóng chảy. Thì do kim loại kìm thổ, nhôm, tính chất hóa học đặc trưng là tính khử mạnh, cho nên phương pháp duy nhất dùng để điều chế chúng là điện phân nóng chảy. Cụ thể, kim loại nhóm 1A, 2A ta điện phân nóng chảy hợp chất muối halogenua của chúng. Còn nhôm kim loại được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất nhôm oxit. Đáp án đúng ở đây sẽ là D. Câu số 4 là một câu hỏi về nước cứng với nội dung như sau. Một mẫu nước cứng chứa các ion canxi, ion magie, ion hydrocarbonate, ion chlorua và ion sulfat. Chất có thể dùng làm mềm mẫu nước cứng trên là. Có 4 đáp án là A. Natri carbonate, B. Acid chloric, C. Acid sulfuric và D là natri hydrocarbonate. Như vậy thì nhìn vào thành phần anion có trong mẫu nước cứng thì đây là nước có tính cứng toàn phần. Như vậy muốn làm mất tính cứng toàn phần thì ta phải đồng thời làm mất tính cứng vĩnh cửu và mất tính cứng tạm thời. Cho nên đáp án đúng ở đây là A. Natri carbonate. Và cô cũng mở ngoặc nói thêm là ngoài dung dịch muối natri carbonate, ta có thể dùng dung dịch muối phốt phát của kim loại kìm. Tiếp tục, các em đến với câu hỏi số 5. Cho dãy các chất sau. Có bao nhiêu chất vừa tác dụng được với dung dịch acid chloric, vừa tác dụng được với dung dịch natri hydroxit? Các em có 4 đáp án là A, B, C và D. Thì với câu hỏi số 5, các em phải cần nhớ lại những tính chất đặc trưng của các chất sau đây. Thứ nhất là nhôm kim loại. Thì nhôm kim loại là vừa tác dụng được với axit và đặc biệt các em nhớ là tác dụng được với dịch kìm. Thứ hai là natri hydrocarbonate. Thứ ba là nhôm oxit và thứ tư là nhôm hydroxit. Thì ba hợp chất này có tính chất lưỡng tính, có nghĩa là vừa tác dụng được với dịch axit và vừa tác dụng được với dịch kìm. Cho nên phương án đúng ở đây là C. Tiếp tục các em đến với câu hỏi số 6. Thực hiện các thí nghiệm sau. Các em có 4 thí nghiệm 1, 2, 3 và 4. Số thí nghiệm có khí thoát ra là A, 3, B, 1, C, 2, D, 4. Thì với câu hỏi số 6 này đòi hỏi các em phải nắm được bản chất của phản ứng và phải quan sát được hiện tượng. Bây giờ cô sẽ phân tích từng thí nghiệm một. Thí nghiệm thứ nhất là cho từ từ đến dư dung dịch acid chloric và dung dịch natri carbonate. Ở đây các em chú ý cô chữ dư. Như vậy khi ta cho dư dung dịch acid chloric vào thì thí nghiệm 1 chắc chắn sẽ có khí thoát ra là khí carbonic. Thí nghiệm số 2 là cho kali tác dụng với dung dịch đồng sulfat. Thì kali là kim loại kìm, như vậy đầu tiên kali sẽ tác dụng với nước trong dung dịch muối,
để thoát ra khí hydro và phương trình phản ứng của thí nghiệm 2 như sau, các em quan sát. Tiếp tục thí nghiệm số 3 là sục khí CO2 vào dung dịch canxi hydroxit dư. Ở đây các em cũng chú ý chữ dư. Thì kết quả của thí nghiệm 3 là canxi carbonat kết tủa màu trắng. Như vậy thí nghiệm 3 không có khí thoát ra. Và cuối cùng là thí nghiệm thứ 4 cho dung dịch kali hydrosulfate vào dung dịch natri hydrocarbonate. Thì các em lưu ý natri hydrocarbonate có tính lưỡng tính. Kali hydrosulfate là muối axit có tính axit mạnh. Vì vậy hai dung dịch này sẽ tác dụng được với nhau tạo thành khí carbonic. Và phương trình phản ứng như sau, các em quan sát. Như vậy, đáp án đúng ở đây là A. Cuối cùng, các em đến với câu hỏi số 7. Cho các phát biểu sau, các em có 4 phát biểu, 1, 2, 3 và 4. Các phát biểu đúng là, và các em có 4 phương án A, B, C, D. Thì với nội dung câu hỏi số 7, đòi hỏi các em phải vận dụng kiến thức để giải thích. Bây giờ ta đến với phát biểu số 1. Kim loại kiềm có tính khử giảm dần từ li ti đến cc. Thì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tức là từ li ti đến cc, tính khử của kim loại kiềm tăng dần. Như vậy, phát biểu 1 không đúng. Các em sang phát biểu số 2. Thạch cao nung có công thức phân tử là canxi sunfat ngậm một phân tử nước, dùng để nặng tượng bó bột khi gãy xương. Thì thạch cao nung là một chất rắn màu trắng mà khi nhào vào nước thì tạo thành chất bột nhão có khả năng đông cứng rất nhanh, cho nên phát biểu 2 là phát biểu đúng. Tiếp tục các em đến với phát biểu số 3. Dung dịch natri carbonate làm phenol phthalein không màu chuyển sang màu hồng. Thì dung dịch natri carbonate có môi trường kìm mạnh, cho nên phát biểu 3 là phát biểu đúng. Và cuối cùng các em đến với phát biểu số 4. Nhôm bền trong không khí ở điều kiện thường là do có màng oxit, nhôm oxit bền vững bảo vệ. Thì đây là một phát biểu đúng. Đáp án đúng ở đây là C. Như vậy là qua phần nội dung cô vừa trình bày, giúp các em nhớ lại những kiến thức trọng tâm của chuyên đề kim loại kiềm thổ, nhôm. Thứ nhất là vị trí cấu tạo nguyên tử của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm. Thứ hai là tính chất hóa học đặc trưng cũng như là phương pháp điều chế. Và thứ ba là tính chất hóa học đặc trưng của một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng của nó. Bây giờ các em sang phần nội dung ôn tập thứ hai B lớn, phần bài tập định lượng. Thì trong phần bài tập định lượng, cô giới thiệu các em hai dạng bài. Dạng bài thứ nhất đó là bài toán CO2 tác dụng với dung dịch 3 giờ bằng phương pháp đồ thị. Thì trong những năm gần đây, đề thi Trung học phổ thông quốc gia có đề cập đến cái dạng bài này. Có nghĩa là các em phải căn cứ vào đồ thị mới giải quyết được bài toán này. Bây giờ các em đi vào bài toán số 1 là sục khí CO2 vào dung dịch bari hydroxit hoặc canxi hydroxit. Thì để xây dựng được đồ thị của bài toán này thì đầu tiên là các em phải nắm được bản chất của phản ứng. Khi cô sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa amon canxi hydroxit thì lượng kết tủa sẽ tăng dần và đạt đến cực đại là amon theo phản ứng số 1. Bây giờ tiếp tục cô sục khí CO2 vào thì kết tủa sẽ tan dần dần cho đến hết theo phương trình phản ứng số 2 trên bảng. Như vậy các em nhận thấy rằng lúc này số mol CO2 phản ứng cũng chính là A. Bây giờ cô có thể biểu diễn cái đồ thị biến thiên lượng kết tủa CaCO3 theo lượng CO2 như sau. Các em quan sát đồ thị. Đây là hệ trục tọa độ. Trục hoành biểu thị số mol khí CO2 và trục tung biểu thị số mol canxi carbonate. Bây giờ lần lượt các em theo dõi. Phản số 1. Khi cô sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa amon canxi hydroxit thì kết tủa sẽ tăng dần và đến cực đại, đúng không nào? Như vậy cái đường đồ thị ta sẽ biểu hiện đi lên. Và tại cái điểm cực đại này thì số mol CO2 phản ứng chính là A và số mol CaCO3 tạo thành cũng chính là A theo phản ứng số 1. Và các em cũng lưu ý cho cô là tại cái giá trị cực đại này thì số mol canxi hydroxit trong dịch cũng chính là A luôn.
Được chưa nào? Như vậy, cái đường đồ thị này biểu diễn phương trình phản số 1. Và lúc này số mol kết tủa chính bằng số mol CO2. Bây giờ các em qua phản số 2. Vì nếu cô tiếp tục sục khí CO2 vào thì kết tủa sẽ tan dần dần và cho đến hết. Như vậy, cái đường đồ thị của ta sẽ đi xuống. Căng quát đi xuống nè. Và lúc này, số mol CO2 phản ứng sẽ là A. Chính vì vậy, cái điểm này là 2A. Được chưa nào? Như vậy, cái đường đồ thị này biểu diễn phản số 2. Và theo công thức nhanh các em đã học, thì số mol kết tủa còn lại bằng số mol OH trừ trừ số mol CO2. Bây giờ tóm lại, các em lưu ý cho cô về cái đồ thị này. Trước tiên, đồ thị này có dạng hình tam giác vuông căng. Vuông căng, góc vuông tại này. Vậy nè, cái điểm thứ hai mà các em cần lưu ý là điểm cực đại. Tại cái điểm này là kết tủa đạt giá trị cực đại và chính bằng lượng canxi hydroxit. Được chưa nè? Cái điểm thứ ba là điểm này. Điểm này là điểm kết tủa tan hoàn toàn và lượng khí CO2 gấp đôi lượng canxi hydroxit là 2A. Bây giờ các em đến với câu số 1. Khi cho 0,02 hoặc 0,04 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa amon canxi hydroxit, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau. Các em quan sát đồ thị. Và câu hỏi là giá trị của A là, các em có 4 đáp án như sau. Bây giờ các em quan sát đồ thị nha. Cái đồ thị của mình là cái đường trắng đậm này. Được chưa nào? Bây giờ đầu tiên cái điểm các em lưu ý là điểm cực đại. Điểm này đây. Dung dịch của mình chứa amon canxi hydroxit. Như vậy lượng kết tủa cực đại sẽ là A. Được chưa nào? Cái thứ hai là các em nhìn thấy này. Khi ta cho 0,02 hoặc 0,04 mol CO2 hấp thụ vào dung dịch canxi hydroxit thì ta thu cùng được một lượng kết tủa chính là 0,02. Như vậy bài toán này có hiện tượng là tan kết tủa một phần. Được chưa nào? Bây giờ thứ nhất là các em dựa vào tính chất đồ thị. Tính chất đồ thị, các em sẽ thấy được là đoạn này sẽ bằng đoạn này. Được chưa nào? Như vậy ta sẽ có là 2A trừ 0,04 bằng 0,02. Như vậy suy ra A bằng 0,03. Đó là cách thứ nhất. Bây giờ cách thứ hai. Cách thứ hai là các em dựa vào điểm này. Điểm này, khi ta cho 0,04 mol CO2 hấp thụ vào dung dịch chứa amon canxi hydroxit thì kết tủa sẽ tăng dần đến cực đại và tan một phần để còn lại là 0,02 mol. Đúng chưa nào? Như vậy các em có thể vận dụng công thức nhanh là số mol OH trừ bằng số mol kết tủa cộng số mol CO2, và số mol kết tủa chính là 0,02, số mol CO2 là 0,04. Đây. Như vậy ta sẽ có A là bằng 0,03. Và đáp án đúng ở đây chính là C. Các em tiếp tục qua câu số 2. Sục khí CO2 vào 200g dung dịch canxi hydroxit. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau. Các em quan sát đồ thị. Câu hỏi như sau. Nồng độ phần trăm chất tan trong dịch sau phản ứng là, các em có 4 đáp án A, B, C, D. Bây giờ các em cũng quan sát đồ thị. Đồ thị của ta là đường trắng đậm. Bây giờ nhìn vào đồ thị, cái điểm đầu tiên các em chú ý là điểm cực đại này. Ứng với số mol CO2 phản ứng là 0,8. Như vậy ta có thể suy ra được số mol canxi hydroxit có trong dịch cũng chính là 0,8.
Được chưa nào? Và cái thứ hai là số mol CO2 đã tham gia phản ứng là 1,2 mol. Như vậy dựa vào đồ thị ta sẽ có là số mol canxi hydroxit bằng 0,8 và số mol CO2 là 1,2 mol. Như vậy cô có thể phát biểu bài toán này như sau. Sục từ từ 1,2 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,8 mol canxi hydroxit thì kết tủa sẽ tăng dần cho đến cực đại và tan một phần. Như vậy lúc này các em tính được số mol kết tủa còn lại theo công thức nhanh là số mol canxi carbonat sẽ bằng 2 lần số mol canxi hydroxit trừ đi số mol CO2 và các em thay số vào chính là bằng 0,4. Bây giờ câu hỏi đặt ra là tính nồng độ phần trăm chất tan. Như vậy chất tan đây là gì? Chất tan là gì? Như vậy sau khi canxi carbonat tan một phần thì tạo thành canxi hydrocarbonat. Như vậy chất tan trong dịch là canxi hydrocarbonat. Và các em có thể tính được số mol canxi hydrocarbonat bằng cách là bảo toàn canxi hoặc là bảo toàn carbon như sau. Số mol canxi hydrocarbonat bằng 0,4 mol. Giờ cô hướng dẫn nè. Số mol canxi ban đầu là 0,8. Số mol canxi có trong canxi carbonat là 0,4. Như vậy các em trừ ra còn lại là 0,4. Được chưa nào? Và cuối cùng là tính nồng độ. Nồng độ phần trăm của canxi hydrocarbonat là sẽ bằng khối lượng muối của nó. 0,4 nhân 162 chia cho khối lượng dung dịch sau phản ứng. Thì các em lưu ý cho cô này. Khối lượng dung dịch sau phản ứng được tính dựa vào định luật bảo toàn khối lượng. Các em lấy khối lượng dung dịch CaOH 2 lần là 200g. Các em cộng cho lượng khí CO2 là 1,2 nhân 44. Và lưu ý phải trừ lượng kết tủa là 0,4 nhân 100. Và cuối cùng đáp án là 30,45%. Như vậy đáp án đúng trong bài này là B. Bây giờ các em sang dạng thứ hai là sục khí CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp các bazơ nari hydroxit hoặc kali hydroxit và bari hydroxit hoặc canxi hydroxit. Ví dụ sục khí CO2 vào dung dịch chứa nari hydroxit và canxi hydroxit. Đầu tiên các em phải nắm được bản chất của phản ứng. Khi cô sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa amon canxi hydroxit thì kết tủa tăng dần cho đến cực đại theo quy trình số 1. Sau đó CO2 tác dụng với b mol NaOH có dung dịch theo phản số 2. Và lúc này các em quan sát số mol CO2 phản ứng là 0,5b và số mol natri carbonat sinh ra cũng là 0,5b. Tiếp tục sục khí CO2 thì natri carbonat sẽ tác dụng với CO2 theo phản số 3. Và lúc này lượng CO2 phản ứng chính là 0,5b. Và cuối cùng là canxi carbonat sẽ tan hết theo phản số 4. Và lúc này lượng CO2 cần dùng là A. Bây giờ các em quan sát cô xây dựng đồ thị. Phản số 1 tương tự là kết tủa tăng dần cho đến cực đại. Như vậy đường đồ thị ta sẽ biểu diễn đi lên. Được chưa nào? Rồi. Và tại điểm cực đại này lượng CO2 phản ứng là A và lượng kết tủa canxi carbonat cực đại cũng chính là A. Và các em nhớ cho cô là tại giá trị cực đại này, thì số mol canxi hydroxit có dung dịch cũng chính là A bằng lượng kết tủa cực đại. Được chưa nào? Như vậy cái đường đồ thị này biểu diễn phản số 1 và ta sẽ có được số mol kết tủa bằng số mol CO2. Bây giờ tiếp tục các em quan sát phản số 2 và phản số 3. Thì khi phản 2 và 3 xảy ra thì lượng kết tủa không thay đổi, vẫn còn là A. Như vậy đường đồ thị của ta sẽ đi ngang. Được chưa nào?
Và lúc này lượng CO2 phản ứng là 0,5B. Cộng với 0,5B dưới nữa chính là B. Cho nên giá trị chỗ này là A cộng B. Như vậy cái đường đồ thị nằm ngang này biểu diễn phương trình phẳng số 2 và số 3. Và cái lưu ý lúc này kế tủa đạt giá trị cực đại. Cực đại luôn, không thay đổi. Và số mol natri hydroxit tham gia phản ứng là B. Thì các em lưu ý trong đồ thị này chính là bằng giá trị đoạn này. Bây giờ tiếp tục đến phản số 4. Kết tủa sẽ tan dần và cho đến hết. Như vậy đường đồ thị chúng ta sẽ đi xuống. Lúc này số mol CO2 phản ứng thêm nữa là A. Như vậy tại cái điểm này sẽ là 2A cộng B. Điểm này chính là điểm kết tủa tan hoàn toàn. Được chưa nào? Như vậy đường đồ thị đi xuống này biểu diễn phương trình phản số 4. Và tương tự số mol kết tủa sẽ bằng số mol OH trừ trừ số mol CO2. Bây giờ các em sang bài tập vận dụng số 3. Bài tập số 3. Sục ve lít khí CO2 điều kiện chuẩn vào dung dịch chứa hỗn hợp canxi hydroxit và natri hydroxit. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau. Các em quan sát đồ thị. Giá trị của X là có 4 đáp án A, B, C, D. Bây giờ các em quan sát đồ thị. Đồ thị của ta là đường trắng đậm. Điểm đầu tiên các em chú ý là điểm này, điểm cực đại. Thì tại điểm này lượng CO2 tham gia phản ứng là 0,1. Như vậy ta suy ra số mol CaOH có trong dịch cũng chính là 0,1 mol. Tiếp tục, các em nhìn cái đồ thị nằm ngang này. Thì căn cứ vào cái đường nằm ngang này, các em sẽ xác định được cái số mol natri hydroxit chính là bằng giá trị của đoạn này. Được chưa nào? Như vậy số mol natri hydroxit sẽ bằng 0,22 trừ 0,1 chính là bằng 0,12. Và thứ ba là số mol CO2 đã tham gia phản ứng làm tan kết tủa một phần là 0,27 mol. Được chưa nào? Bây giờ cách giải thứ nhất là các em dựa vào tính chất đối xứng của đồ thị. Các em sẽ thấy được là giá trị của đoạn này sẽ bằng giá trị của đoạn này. Được chưa nào? Như vậy ta sẽ có là 0,1 trừ x bằng 0,27 trừ 0,22 và suy ra x bằng 0,05. 0,1 trừ x chính là đoạn này đây. Được chưa nào? Và 0,27 trừ 0,22 là đoạn này. Cách thứ hai là các em nhìn vào điểm này. Điểm này. Tại cái điểm này là kết tủa tan đi một phần, còn lại x. Được chưa nào? Như vậy các em có thể vận dụng công thức nhanh là số mol kết tủa còn lại x sẽ bằng số mol OH trừ trừ số mol CO2. Và các em lưu ý số mol OH trừ sẽ bằng tổng số mol OH trừ. Các em cộng lại là 0,1 nhân 2 cộng với 0,12 là bằng 0,32 và trừ CO2 là 0,27 bằng 0,05. Bây giờ các em sang dạng thứ hai. Dạng 2, bài toán nhỏ từ từ dung dịch axit và dung dịch muối carbonat. Đối với dạng bài này thì các em cần phải nắm được bản chất của phản ứng. Các em đi vào câu số 1. Thêm từ từ từng giọt chứa 0,07 mol axit clorit cho đến hết vào dung dịch chứa 0,06 mol natri carbonat. Thể tích lít khí CO2 ở điều kiện chuẩn thu được là, ta có 4 đáp án là A, B, C và D. Thì đầu tiên các em phải nắm được bản chất của bài này. Đó là ion H cộng sẽ tác dụng với ion carbonat. Chính vì vậy bài toán này các em phải sử dụng phương trình ion thu gọn để viết. Cái thứ hai cô muốn lưu ý là cái chữ từ từ. Khi cho từ từ axit chloric vào dung dịch muối natri carbonat, có nghĩa là lượng axit thì ít và lượng muối natri carbonat thì nhiều. Cho nên phản ứng sẽ xảy ra theo trình tự sau. Các em quan sát.
Đầu tiên là ion carbonat sẽ tác dụng với ion H cộng tạo thành ion HCO3 trừ. Các em thay số vào. Số mol CO3 2 trừ là 0,06 mol. Như vậy số mol H cộng phản ứng cũng là 0,06 mol. Và số mol HCO3 trừ tạo thành là 0,06 mol. Sau khi phản ứng này, axit còn thừa, tiếp tục phản ứng số 2, đó là HCO3 trừ sẽ tác dụng với H cộng tạo thành CO2 và nước. Và các em cũng thay số vào. Lúc này H cộng còn dư là 0,01. HCO3 trừ tạo thành là 0,06. Như vậy sau phản ứng này, HCO3 trừ còn dư. Như vậy lượng CO2 được tính theo lượng H cộng chính là 0,01. Cách thứ hai, các em có thể vận dụng công thức nhanh là số mol CO2 bằng số mol H cộng trừ số mol CO3 2 trừ. Và các em thay số vào chính là bằng 0,01. Với số mol CO2 là 0,01 mol, như vậy thể tích sẽ là đáp án C, 0,224. Các em đến với câu hỏi số 2. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 100ml dung dịch axit chloric 1,5m và 100ml dung dịch natri carbonat 1m và kali hydrocarbonat 1m. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và khí CO2. Khối lượng muối tính bằng gam thu được trong Y là? Các em có 4 đáp án là A, B, C, D. Bây giờ bài tập số 2 này là nhỏ từ từ axit chloric vào dung dịch chứa đồng thời cả hai muối. Như vậy đã khác với bài khi nãy. Theo đề bài ta có số mol các chất như sau. Bây giờ ta xét trình tự phản ứng xảy ra. Đầu tiên là ion carbonat sẽ tác dụng với ion H cộng tạo thành ion hydrocarbonat theo phương trình phản ứng số 1. Sau khi ion carbonat tham gia phản ứng hết thì tiếp tục phản ứng số 2 mới xảy ra. Ở đây các em lưu ý cho cô là lượng hydrocarbonat ở phản ứng số 2 này chính là bằng hydrocarbonat sinh ra ở phản ứng số 1 cộng với lượng hydrocarbonat ban đầu. Các em nhớ nè. Và sau khi phản ứng số 2 này xảy ra, cái lượng hydrocarbonat này còn dư hay không tùy thuộc vào lượng H cộng này. Như vậy bài tập này tương tự bài tập khi nãy. Các em có thể tính được số mol CO2 bằng công thức nhanh là số mol CO2 bằng số mol H cộng là 0,15 trừ số mol ion carbonat là 0,1 chính là bằng 0,05. Bây giờ để kiểm tra xem là sau khi phản ứng số 2 hydrocarbonat có còn dư hay không thì các em vận dụng bảo toàn carbon. Giờ các em theo dõi nha. Số mol carbon có trong hai muối này chính là bằng 0,2. Lượng CO2 thoát ra là 0,05. Như vậy, số mol HCO3 trừ còn dư chính là 0,15. Được chưa nào? Bây giờ câu hỏi đặt ra là tính khối lượng muối trong y. Khối lượng muối trong y. Như vậy các em chỉ cần kiểm soát lại là trong y còn lại những ion nào và lượng bao nhiêu là được rồi. Như vậy thành phần dịch y gồm natri cộng còn nguyên là 0,2 mol. Số mol natri carbonat là 0,1 thì natri cộng là 0,2. Tiếp tục là K cộng vẫn còn nguyên là 0,1. Thứ ba là ion clorua vẫn còn nguyên là 0,15 mol. Và cuối cùng ion HCO3 trừ còn lại là 0,15. Như vậy khối lượng muối trong y sẽ bằng tổng khối lượng các ion trong dịch. Các sẽ tính được M là bằng 22,975. Như vậy đáp án đúng ở đây là B. Các em thân mến, như vậy với nội dung kiến thức cô vừa trình bày, hy vọng giúp các em học tốt. Cảm ơn sự chú ý theo dõi và lắng nghe của các em. Chào các em và hẹn gặp lại.